Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì để tiếp tục với những series làm những đồ trang trí treo tường, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một đồ trang trí là từ những một con công. Bây giờ mời các bạn cùng xem video chi tiết của mình. Thì để làm cho sản phẩm trang trí của mình thì ở đây mình đã cắt được một hình tròn rồi. Ở trên này mình cắt nhỏ hơn ở hai vùng tròn hai sang hai bên, mình đã cắt với kích thước to hơn một chút. Thì bán kính của cái hình tròn của mình đang cắt là 20 x 20 cm. Thì sau khi mình đã chuẩn bị được một vòng tròn rồi thì mình đã dùng một lớp sơn màu đen, sau đấy là quét lên cái bề mặt tấm bìa cắt tông mà mình đã cắt thành hình tròn như thế này. Thì để làm được đồ trang trí như mình đã giới thiệu là một hình trang trí con công, thì ở đây mình đã phác họa và vẽ, sau đấy là mình đã cắt lên một cái tấm bìa cắt tông bằng giấy mỏng như thế này. Mình đã cắt theo hình một con công, thì mình cắt không được khéo tay cho lắm nên con công của mình nó không được đẹp. Thì sau khi đã cắt được một hình con công lên cái tấm bìa mỏng như thế này, thì ở đây mình cũng đã vẽ lại và cũng cắt được một hình con công có màu tím bằng tờ giấy màu thủ công cùng với kích thước của con công mà mình đã cắt lên tấm bìa này. Thì bây giờ thì mình sẽ đặt cái trụ công màu tím bằng tờ giấy màu thủ công lên bề mặt tấm bìa cắt tông hình con công này nhá. Thì đầu tiên mình sẽ bôi một chút keo lên. Ở đây mình đã bôi một lớp keo lên cái bề mặt của cái tấm bìa cắt tông hình con công này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái hình con công bằng tờ giấy màu thủ công của mình lên. Mình sẽ đặt khá là cẩn thận thì để trên hai bề mặt này nó mới vừa với nhau được. Sau khi đã đặt xong, mình sẽ để lại giữ tay lại một chút cho cái phần keo của mình được khô và cố định với nhau hơn. Thì đây là mình đã vừa cố định được chú công của mình lên đây rồi, một chú công màu tím khá là nổi bật và đẹp rồi. Thì ở cái phần thân công này, mình đã cắt cái phần bụng chú công màu đỏ, có gam màu đỏ để làm nổi bật hơn cho cái chú công của mình. Thì mình đã đo và cắt cái phần bụng này phù hợp vừa với cái phần bụng của chú công màu tím này. Bây giờ tương tự thì mình cũng sẽ bôi một chút keo lên để cố định cái phần bụng. Mình sẽ dàn đều keo ra để chút nữa gắn được chắc hơn. Thì sau khi đã bôi keo lên rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái phần thân bụng này khớp với lại phần thân của chú công màu tím nhé. Và đây là mình đã hoàn thiện được chú công của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tạo phần mắt cho chú công. Thì phần mắt của chú công thì khá là đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng gam màu đen, sau đấy là vẽ lên một hình tròn. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình vòng tròn ra để tạo phần mắt. Và đây, sau khi mình đã cắt rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái mắt này lên trên chú công. Và đây là mình đã vừa hoàn thiện xong chú công của mình rồi. Bây giờ mình sẽ đặt chú công của mình lên cái trên bề mặt tấm bìa cắt tông này. Mình sẽ gắn lên cái bề mặt tấm bìa cắt tông phần thân to này nhá. Bây giờ mình sẽ bôi một chút keo để cố định lại. Mình sẽ bôi một chút keo lên đây. Sau khi đã bôi keo xong rồi, bây giờ mình sẽ cố định chú công của mình lên nhé. Vậy là mình đã cố định lên rồi. Thì để tiếp tục mình sẽ trang trí lên cái bề mặt tấm bìa cắt tông này. Đấy là phần
Bây giờ mình sẽ trang trí lên đây, đấy là phần lông của chú công. Ở đây mình đã cắt khá nhiều cái phần lông của chiếc công có gam màu xanh như thế này. Mình đã làm phần viền và cái phần sống những chiếc lông. Thì để làm được những cái phần lông công như thế này, mình đã sử dụng gam màu xanh lá. Mình cắt có kích thước là 5 x 5 cm. Thì làm được phần lông công thì cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ gập đôi cái mẫu giấy của mình lại. Sau đấy là mình sẽ dùng kéo cắt tròn cái vòm lại, tựa như những chiếc lá thôi. Thì sau khi mình đã cắt được như thế này rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Giống như hình một chiếc lá nhưng mà nó sẽ tròn hơn một chút. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần viền cho cánh lông nhá. Mình sẽ làm những cái phần răng cưa như thế này. Cứ được một chút mình lại làm một vết khứa. Sau đấy là mình sẽ loại bỏ luôn phần thừa. Ở phần giữa mình sẽ cắt hơi sâu và hơi to hơn. Sau khi đã đến hết phần chiếc lá rồi, bây giờ mình sẽ tạo những cái phần sống cho chiếc lông nhé. Mình sẽ gập mà chéo lại từ những cái điểm tựa mà mình đã vừa cắt khuyết. Và cứ lật gập ngược như thế. Cho đến hết mẫu giấy, sau khi đã gập xong rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. Ở đây là mình đã vừa làm được một chiếc lông cánh công như thế này. Bây giờ mình sẽ đặt những cánh công của mình, những chiếc cánh lông lên cái bề mặt tấm bìa cắt tông của mình. Đầu tiên mình sẽ cố định chiếc lông đầu tiên lên nhá. Mình sẽ bôi keo vào phần bên dưới. Sau đấy là mình sẽ đặt ở trên đây một chiếc lông đầu tiên. Thì đến tiếp theo mình sẽ đặt lần lượt rất nhiều những chiếc lông còn lại lên bề mặt để tạo phần cánh công dài và đều đẹp. Trên này mình sẽ đặt 3 cánh công như thế này. Tiếp theo ở bên phần dưới mình cũng sẽ đặt, mình sẽ đặt tỉa ra ngoài một chút như thế này thì mới phù hợp với chú công của mình. Bên đây nữa mình cũng sẽ gắn thêm. Tương tự như những chiếc lông mình đã vừa đặt, bây giờ xuống bên dưới mình cũng sẽ đặt thêm rất là nhiều những chiếc lông xòe ra. Mình đã đặt được một nửa như thế này rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đã gắn được một nửa rồi. Bây giờ là đến cái phần gần về cuối. Mình cũng sẽ gắn lên lần lượt, nhưng mà cái số lượng lá càng ngày sẽ càng ít hơn. Bên trên mình sẽ đặt từ 3 đến 4 chiếc lông công như thế này. Thì về đoạn đuôi mình sẽ thu nhỏ lại. Mình sẽ đặt 2 chiếc lông thôi. Sau đấy là uốn vòng cho đến cái đường tròn nhỏ của mình. Về đến đoạn ở giữa cuối cùng rồi thì mình sẽ đặt dần dần sẽ nhỏ lại như thế này. Mình sẽ chỉ đặt 1 lá hoặc là 2 lá bé hơn và chồng lên nhau để tạo phần đuôi cho chú công của mình. Mình sẽ đặt 1-2 chiếc lông nữa thôi để hoàn thiện cái phần lông công của mình.
Đây sẽ là phần chiếc râu cuối cùng. Thì ở đây mình đã vừa hướng dẫn hoàn thiện cái phần làm phần lông công của mình rồi. Thì nhìn một chú lông của mình đã đẹp hơn và nổi bật hơn rồi. Thì để cho hoàn thiện cái sản phẩm trang trí của mình, thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm thêm những bông hoa để gắn lên cái phần lông công của mình, thì cái sản phẩm trang trí của mình sẽ được nổi bật và đẹp mắt hơn. Thì để làm được những bông hoa thì mình đã sử dụng gam màu hồng như thế này. Mình đã cắt với kích thước là 5 x 5 cm. Mình đã cắt các mẫu giấy của mình có kích thước là 5 x 5 cm. Bây giờ mình sẽ tiến hành gấp hoa nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm những bông hoa 8 cánh để làm nổi bật lên cái nền lông công màu xanh của mình. Thì để làm được bông hoa 8 cánh, đầu tiên mình sẽ gập chéo lại một lượt. Tiếp theo mình sẽ gập thêm một lượt nữa. Sau khi mình đã nhấn mạnh để tạo cái phần nếp gấp như thế này rồi, bây giờ mình sẽ mở hai cánh giấy của mình sang hai bên, tạo thành một hình tam giác nhỏ hơn. Sau khi đã mở hai cánh giấy ra rồi, bây giờ mình sẽ lấy một phần mép giấy nhỏ đặt sang mép ngoài cùng như thế này. Mình sẽ dùng kéo và cắt đi cái phần giấy thừa. Tương tự bên này mình cũng sẽ cắt cái phần giấy thừa luôn ra. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì để phác họa lên cái hình cánh hoa 8 cánh của mình. Mình sẽ vẽ một cánh hoa tròn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ dùng một chiếc kéo, sau đấy là cắt theo cái đường chì mà mình đã phác họa lên. Bên này mình sẽ chỉnh sửa lại một chút. Thì sau khi mình đã cắt được rồi, bây giờ mình sẽ mở cái cánh hoa của mình ra để kiểm xem là bông hoa của mình đã đều đẹp hay chưa. Thì nhìn chung là những cái cánh hoa của mình khá là đều rồi. Ở đây có hai cái phần khuyết của hai cái nếp gấp, thì bây giờ mình sẽ dùng kéo và sửa lại. Bên này mình cũng sẽ chỉnh sửa lại một chút. Sau khi đã chỉnh sửa hoàn thiện rồi, mình sẽ mở ra. Và đây là mình đã có một bông hoa 8 cánh khá là xinh xắn. Thì sau khi đã có được cái bông hoa 8 cánh như thế này rồi, bây giờ mình sẽ làm bóp hai cái đầu cánh của mình lại với nhau để cái bông hoa của mình nó chụm đẹp hơn. Mình sẽ sử dụng tay sau đấy là ép hai cái cánh này lại với nhau. Sau khi thì đã ép xong như thế này rồi, bông hoa của mình đã đẹp hơn rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi làm phần nhụy cho bông hoa của mình. Thì ở đây là phần nhụy, mình đã sử dụng gam màu tím để làm phần nhụy. Mình sẽ vẽ một hình tròn để cắt làm ra làm phần nhụy hoa. Sau khi mình đã có một chiếc nhụy tím như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ đặt chiếc nhụy vào phần trong của bông hoa. Mình sẽ đặt ở phần chính giữa. Và mình đã có thêm một điểm nhấn cho bông hoa của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị và gắn thêm một hạt xốp màu trắng như thế này lên phần nhụy hoa màu tím để chiếc nhụy của mình được nổi bật hơn. Mình sẽ đặt một hạt xốp màu trắng vào trong như thế này để làm nổi bật thêm cho bông hoa của mình. Thì
Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng một chiếc bút lông màu đỏ. Sau đấy là vẽ những cái phần tươi như thế này để cái nhụy hoa của mình được xinh xắn hơn. Đây là mình đã vừa hoàn thiện hướng dẫn các bạn một bông hoa rồi. Thì tương tự ở đây mình cũng đã cắt được rất nhiều bông hoa và đều làm phần nhụy. Bây giờ thì sau khi đã có được những chi tiết hoa như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ đặt những bông hoa lên những cái phần những chiếc lông công như thế này để hoàn thiện sản phẩm của mình. Thì đầu tiên mình sẽ đặt một bông hoa ở trên đây trước. Tiếp theo mình sẽ đặt hai bông hoa ở dưới. Mình sẽ đặt thêm các bông hoa khác lần lượt xuống như thế này. Thì mình đã sắp hoàn thiện được một cái sản phẩm trang trí treo tường làm từ bìa cắt tông và kết hợp với những tờ giấy màu thủ công có rất nhiều gam màu khác nhau để trang trí cho căn phòng của mình. Nếu các bạn thấy ý tưởng của mình hay thì các bạn nhớ hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có những động lực ra nhiều video hay hơn và nhiều ý tưởng tốt hơn. Nếu các bạn có những ý kiến đóng góp gì cho video của mình thì hãy để ở dưới vào phần bình luận để mình có thể cải thiện cái sản phẩm của mình được tốt hơn nhé. Mình đã đặt được khá là nhiều bông hoa lên cái phần thân công rồi. Bây giờ mình sẽ đặt thêm một số bông nữa thôi để làm nổi bật cho cái khung của mình. Những bông hoa màu hồng lên cái nền lông chiếc lông màu xanh thì cái sản phẩm của mình khá là nổi bật. Thì đây mình đã dần hoàn thiện rồi, thì để cho cái sản phẩm của mình được đẹp hơn một chút nữa thì mình sẽ gắn thêm một số chi tiết. Đấy là mình sẽ đặt những hạt xốp trắng như những hạt xốp mình đã làm phần nhụy hoa lên cái phần mình đã bôi đen còn lại bên đây. Mình sẽ đặt một số hạt lên thôi. Vậy là sản phẩm của mình đã hoàn thiện rồi, thì nhìn tổng thể cái sản phẩm trang trí của mình. Tổng thể thì cái sản phẩm trang trí của mình là khá là đẹp mắt và hài hòa rồi. Thì mình xin phép tạm dừng video của mình lại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.